Chào mừng các bạn đến với cái clip hướng dẫn lập trình hướng tượng trên C# WinForm. Ở cái ví dụ này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà mình tạo ra một cái ứng dụng Windows Form và mình lồng vào cái hướng tượng mà viết bằng C#. Mình viết ở những cái dạng class và mình sẽ lồng nó vào bên trong cái lập trình Windows Form của mình. Các bạn nhìn ở đây. Ở ví dụ trước tôi đã chỉ cho các bạn, ở cái video clip đầu tiên là tôi đã chỉ các bạn hướng tượng trên C#. Ở video clip thứ hai tôi đã chỉ hướng tượng ở trên C# console là cái chia class ra thế này nè. Đó. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn cái cách để mà từ cái class này nè, từ cái class này mình sẽ tạo ra, mình sẽ lồng nó vào cái lập trình Windows Form. Lập trình Windows Form là cái gì? Như hồi tôi đầu đã nói, C# có hai dạng là console là cái màn hình màu đen đen như hồi nãy bạn thấy, và Windows Form hay đó gọi là .net, tức là những cái ứng dụng mà lập trình trên Windows. Ví dụ như là các bạn nhìn nè, bạn nhìn ở đây nè, ví dụ như cái Unicay, các bạn nhìn cái Unicay này, đây là một cái ứng dụng mà trên cái ứng dụng Windows Form này. Các bạn nhìn cái Unicay này là cái ứng dụng Windows Form, nó có những cái bảng nè, nó sổ xuống một danh sách nè, đó, và những cái nút chọn nè, đó, thì cái đó là Windows Form đó. Rồi giờ mình sẽ chỉ các bạn cách tạo một cái project Windows Form và xử lý các hợp nó bằng Windows. Clip phải Visual Studio 2012, mình tạo một cái solution mới. Ở đây các bạn chọn File New Project. Mình chọn ngôn ngữ là Visual C#. Ở đây mình chọn là Windows Form Application. Windows Form Application. Các bạn có thể tùy chỉnh nhiều cái .NET RAM của. Nếu mà bạn muốn chạy được trên nhiều máy, bạn chọn những cái RAM ruột nó thấp thấp thôi, đừng có cao quá. Đây, thôi mình cần qua, chứ mình chưa cần quan tâm đến vấn đề nó nhiều. Mình chọn Windows Form Application. Location là cái nơi chứa cái đường dẫn, mình mặc định cho nó cái đường dẫn là ở đây luôn. Rồi đó, mặc định cho nó đường dẫn ở đây. Mình sẽ tạo đặt tên sản phẩm là Demo C# Windows Form. Name là cái tên project mình đã đặt tên là quản lý học sinh. Đó. Rồi các bạn ok để tạo ra cái Windows Form. Trước khi coi bài này thì các bạn phải nên biết sơ sơ về cái Windows Form, những cái control thì sẽ tốt hơn. Còn nếu không thì cứ coi bài này, tôi hướng dẫn từng cái. Đây là cái giao diện cái form của mình. Đây là cái giao diện cái form. Các bạn chạy lên thử. Chạy bằng chương trình nó build thành công. Nó ra được một cái form đó, thấy không, cái form đó. Rồi ok, thành công. Giờ tôi sẽ đặt cái tên, sửa lại cái tên. Các bạn lít chuột phải vô cái form, lít chuột phải property, kiếm cái mục là test, sửa lại cho nó cái tên là quản lý học sinh đó, enter, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Rồi ở đây tôi muốn như sau. Mình học sinh mình có gì mình phải tạo giao diện trước ha, làm cái lập trình Windows Form này. Trước tiên là chúng ta phải làm cái bước là tạo cái giao diện cho nó, cái giao diện cái phần mềm. Tôi muốn là nó sẽ nhập tên của học sinh, thì chúng ta sẽ có một cái khung cho nó nhập tên. Các bạn sẽ lít chuột vô View Toolbox. Rồi nó không ra gì hết đúng không, các bạn kéo lại gần đây này, thì gần lại chọn On Windows Form. Đầu tiên tôi muốn có một cái thông báo là hiểu là nhập vào tên học sinh, kiếm cái label, kéo xuống label, bấm vô đây một cái, qua đây bấm xuống một cái, nó là cái label. Các bạn cứ nhấn xuống cái control menu này một cái, đưa con chuột vào đây, nhấn thêm cái nữa, nó sẽ tự động nó add xuống label. Rồi label là nó sẽ có câu thông báo là nhập. Các bạn lít chuột phải vô cái label property, ở cái test các bạn đặt tên cho nó là nhập nhập họ tên, nhập họ tên. Đó, nó sẽ hiện ra là nhập họ tên, thông báo cho mình kéo tùy chỉnh nó đi khắp thôi. Muốn nhập họ tên thì mình phải quay về cái toolbox, mình có một cái gọi là test box để cho mình nhập tên đó vào. Test box đây, test box bỏ vô đây, bấm vô kéo ra, mình nhập tên nó vô đây, lít phải property, mình chỉnh cho nó là mình sẽ kiếm cái mục name, tại vì cái tên mình sẽ tương tác với control này, cho nên mình kiếm cái mục name, mình sẽ đặt cho nó là txt họ tên, enter.
Rồi, tương tự như vậy. Mình sẽ có cái giới tính. Giới tính nó sẽ có nam nữ, gay lét gì đó. Thì nó sẽ có những cái lựa chọn. Các bạn bấm vô toolbox, các bạn kiếm cái mục là radio button. Radio button tức là trong một tình huống nó chỉ có một cái, nó chỉ có một cái lựa chọn thôi. Bấm vô đây một cái, bấm vô một cái. Ví dụ mình thử bốn cái cho bạn coi nè. Bấm vô một cái, bấm vô một cái. Rồi bây giờ bạn chạy chương trình lên, bạn coi thử cái form của mình chạy chương trình lên đó. Bạn nhìn, bấm vô đây một cái, bấm vô một cái nó mất, bấm vô một cái nó mất, bấm vô một cái nó mất, bấm vô một cái, bấm vô một cái, bấm vô một cái, bấm vô một cái, nó mất đi. Thấy không, trong một tình huống chỉ có một cái thôi đó. Và bốn cái này thì mình muốn gom lại một nhóm cho nó đẹp thì mình làm như sau. Thì các bạn xóa xóa đóng rồi đi, delete đi. Các bạn bấm vô tìm cái mục group box. Group box tức là nó sẽ gom lại thành một cái group, một cái nhóm đó. Group box bấm vô đây, kéo này vô đây, kéo nó bị ra, kéo nó bị ra. Rồi mình lúc chụp phải vào group box, chọn group party. Mình đặt cho nó cái test ở đây là giới tính, giới tính, enter. Rồi xong, giới tính, kéo một con chuột. Bên trong cái mục giới tính này mình sẽ để cho nó bốn cái radio button giống hồi nãy vô. Bấm vô radio button, để như này một cái. Rồi để như này một cái, để ở dưới này một cái, nó mới xứng. Để dưới này một cái, nó mới xứng. Rồi các bạn có thể đặt lại cái tên cho nó. Mình lít chuột phải vô cái radio button một, chọn property. Mình đặt cho nó cái test rồi là nam đó, tức là nam. Rồi tương tự như vậy, bạn kéo xuống dưới ở chỗ này nè, ở cái mục name bạn để là RDB nam, radio button RDB nam name. Cái mình phải đặt tên cho nó, để một lát nữa mình sẽ lấy cái tên này mình sẽ tương tác với nó, giống như là các bạn đặt tên biến vậy đó. Radio button 2 các bạn lít vô property, hay lít vô nó một cái là trên này nó hiện ra cái property của radio button 2. Đặt cho nó cái name là RDB nữ, kiếm cái mục test sửa lại chữ nữ. Nữ, rồi các bạn có thể để có dấu ha, nữ. Rồi qua đây một cái gay, RDB gay, RDB gay. Và đến cái thằng này là RDB led. Rồi kiếm một test sửa lại chữ led. Xong, thế là chúng ta đã có được gom nhóm lại xong. À, giới tính xong, đến điểm toán lý hóa. Toán lý hóa thì chúng ta sẽ cho người ta chọn lựa, nhập vào, nhập vào toolbox, kiếm một cái label để thông báo là nhập vào ở đây. Nhấp phải rất là tay điểm toán hai chấm. Rồi chúng ta sẽ có một cái bấm vào toolbox, kiếm cái test box cho nó nhập vào, kiếm cái test box bấm như này. Rồi điểm toán nhập vào ở đây, chúng ta sẽ đặt tên cho cái test box này bởi vì nó sẽ tương tác nhập điểm toán vào. Nó chụp phải rất là tùy, đặt cho nó cái mục name là txt toán, txt điểm toán, enter. Rồi tương tự như vậy, điểm lý điểm hóa chúng ta copy lại hai cái này, copy paste nó ra, kéo xuống dưới này, sửa lại cái tên cho nó. Điểm lý cái này là txt lý, txt điểm lý. Tương tự như vậy chúng ta copy lại hai cái này, bát xuống dưới một cái nữa, điểm hóa cũng là kéo dài cái form ra. Rồi ở đây chúng ta cho nó là txt hóa, txt điểm hóa,
Rồi, chúng ta muốn cho nó biết là điểm trung bình là bao nhiêu và xếp loại là bao nhiêu. Thì cái điểm trung bình của chúng ta, mình có thể không nhập vào điểm trung bình, nó sẽ tự tính ra kết quả và xếp loại cho điểm trung bình đó. Chúng ta crop lại cái này lần nữa. Rồi, phát ra một cái là điểm trung bình, nó sẽ xuất ra ở trong này. Điểm trung bình. Điểm trung bình này á, thì ở đây chúng ta đặt cho nó cái tên này là TXT trung bình. TXT điểm trung bình. Và vì cái điểm trung bình này chúng ta không có nhập mà chúng ta xuất ra, cho nên để tránh người ta là thay đổi giá trị của nó, các bạn kiếm cái mục enable. Enable. Đây, enable để true tức là nó cho phép nhập, còn nếu gọi default là không được nhập. Đó, default. Đó, enable default. Sau đó mình muốn biết cho nó xếp loại gì thì các bạn sẽ có một cái label thông báo xếp loại, một cái label. Cái label đây. Nó nằm ở giữa này luôn. Để cho nó nằm ở đây. Nó gọi là xếp loại. Nút chuột phải cái test. Cái test của nó mình để là xếp loại. Còn cái này nó sẽ cần phải đặt tên, do nó sẽ tương tác với chương trình của mình. LBL xếp loại. Ở đây các bạn thấy nãy giờ trong quá trình làm có nhiều cái mình không hề đặt tên. Ví dụ như là cái này mình không cần đặt tên cho nó. Rồi cái group box cũng không đặt tên. Mấy cái điểm toán, điểm lý, điểm hóa, điểm trung bình mình không đặt tên. Lý do sao? Mình cần phải tương tác, mình dự tính trong đầu mình cần phải tương tác với những cái control nào thì mình sẽ đặt tên cho nó. Ở đây mình thấy mình cần tương tác với họ tên, để họ tên nha. Ba cái test để mình sẽ nhập nó vào, để nó lấy cái dữ liệu từ đây ra thì mình sẽ nhập, mình sẽ đặt tên cho nó. Điểm trung bình cũng vậy. Và cái xếp loại nó sẽ hiển thị cái xếp loại ở đây, thì mình cũng sẽ đặt tên cho cái label này. Đó là cách làm của mình. Rồi sau khi mình làm xong mình chạy thử lên coi cái form mình như thế nào. Đó, mình đã có được một cái form nó là quản lý học sinh. Đó, như thế này. Thấy không? Rất là hay ha. Các bạn có thể đặt cho nó một cái màu mè cho nó đẹp lên. Ví dụ như nó chuột phải property, cài đặt thuộc tính cho cái form, kiếm cái mục là text color, chỉnh cái màu nó đẹp đẹp lên, ví dụ như màu màu xanh chẳng hạn. Màu này đẹp đẹp bây giờ. Đó, màu xanh. Làm cho cái chương trình mình nó trở nên nó sáng sủa hơn, nhiều nó đẹp hơn. Nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều. Ok. Rồi các bạn nhìn nè. Toán lý hóa thì bạn có thể nhập được, nhưng mà điểm trung bình bạn đâu có nhập được đâu. Nó không nhập được bên trong này. Thấy không? Cho mình đã enable bằng phone rồi. Ok. Đó là cách tạo ra cái giao diện để mà mình làm. Bây giờ mình sẽ đi xử lý viết code mà bằng cách là mình tạo hướng tượng như sau. Các bạn nhìn như sau nè. Mình hình dung nha, mình hình dung ở trên cái bề mặt giao diện của mình á, ở trên cái bề mặt giao diện của mình thì mình sẽ nhập vào họ tên, mình nhập vào giới tính. À, ở đây mình còn có một cái nút nhấn nữa, một cái nút nhấn để tính điểm trung bình và xếp loại nữa. Ở đây mình kéo xuống dưới này đi, kéo hai cái này xuống. Mình cần phải có một cái nút nhấn nữa để xác nhận là mình tính. Các bạn sẽ kiếm ra một button. Button là một cái nút nhấn. Để ở góc đây này, phóng to ra. Đó, rồi. Mình sẽ property cho nó. Cái test của mình sẽ gọi là tính. Rồi, mình sẽ đặt cho nó cái tên là btn tính. Btn là button, viết tắt button. Rồi, cái này mình kéo phía dưới xuống, kéo này xuống. Đó, kéo ngang cho nó ôm lại. Kéo cái này cho nó dài bằng cái rootbox luôn cũng được. Nó tự canh lại cho mình hết. Đó. Rồi, fail lại. Các bạn chạy lên thử, thấy nó như sao. Đó, nhập dữ liệu vào. Rồi, tính cái ra. Đó, xếp cái loại. Rồi, bây giờ mình hình dung như thế này. Khi mà mình hiện cái giao diện như thế này,
những cái thao tác xử lý của mình ở đây là nó chỉ là nằm ở trên cái tầng giao diện thôi. Ví dụ như là mình nhập họ tên xong, mình nhập giới tính xong, mình nhập điểm quản lý hóa xong, mình bấm vô tính cái, thì những cái này nó chỉ nằm ở trên cái tầng gọi là tầng giao diện thôi. Còn ở cái tầng xử lý ở dưới là khác nữa. Và mình phải hình dung được như sau: khi mình nhập họ tên, mình nhập giới tính, mình nhập điểm toán, điểm lý, điểm hóa, mình bấm tính một cái, thì lúc này á, ở bên dưới của nó có một cái class gọi là class học sinh. Một cái class học sinh này á, chúng ta sẽ cho nó nhận được hết tất cả mọi cái dữ liệu mà mình nhập ở trên cái giao diện. Chúng ta sẽ load hết cái dữ liệu ở trên giao diện đổ xuống cái thằng học sinh này, load hết trên giao diện đổ xuống học sinh này, và làm như vậy để cho cái đối tượng học sinh này nó có dữ liệu. Có dữ liệu rồi, nó mới xử lý tính điểm trung bình và xếp lại. Khi điểm trung bình xếp lại có rồi, thì từ đó nó sẽ trả về kết quả, và chúng ta sẽ gọi kết quả đó lên trên cái giao diện này. Đó, tức là đầu tiên chúng ta nhập dữ liệu vào giao diện, chúng ta bấm vào cái nút tính, nó sẽ đổ cái dữ liệu đó vào cái đối tượng học sinh, rồi từ cái đối tượng đó nó xử lý kết quả và nó lại trả ra kết quả, nó lại đổ lên lại cái giao diện, nó làm quá trình trao đổi từ giao diện đổ dữ liệu xuống cái class nó xử lý trả kết quả lên giao diện. Class nó hỗ trợ với giao diện rất là nhiều. Khi các bạn mới học được trình window form cơ bản thì chúng ta sẽ xử lý cho nó ngay bên trong cái window form luôn. Nhưng một chương trình window form đúng chứ, viết và mình quản lý những cái chương trình lớn, thì họ sẽ dùng những cái class để quản lý cho nó theo nguyên tắc là khi các bạn thao tác ở trên cái giao diện thì nó sẽ lấy cái dữ liệu trên giao diện đó, nó đổ xuống cho các class, class có dữ liệu xử lý trả kết quả lên dạng giao diện. Nhìn hiển hiện ra màn hình là thấy được kết quả. Thành ra bây giờ cái việc mà từ giao diện mà đổ dữ liệu xuống class, họ sẽ dùng cái cơ chế rất là nhiều cách để làm, mà thông dụng nhất họ cũng dùng nó vào cái constructor. Constructor nó có ba dạng là khởi tạo mặc định, khởi tạo tham số, đó, sao chép. Thì thông thường là họ sẽ dùng constructor. Constructor nhận bằng nhiều cái tham số để mà nó truyền cái dữ liệu từ cái form xuống dưới cái class. Các bạn sẽ quản lý như sau. Các bạn vô lại solution. Ở cái window form là quản lý học sinh, nó có cái form này, cái form là cái form các bạn đã hiển thị á. Program.cs tức là cái file main của chương trình. Nó sẽ hiểu là application.run new ra form 1, tức là hiểu là cái form 1 nó được chạy lên. Nếu có nhiều form thì bạn sẽ chỉnh cho nó trong này. Ở trong cái form design này á, chúng ta nó có những cái mục như sau. Ví dụ như formdesign.cs. Trong này nó là những cái code được tạo ra trong quá trình các bạn kéo thả giao diện. Ví dụ như các bạn kéo một cái control từ cái field toolbox, các bạn kéo một cái control bỏ qua form, thì tự động trong chương trình hệ thống nó sẽ sinh ra những cái code để tạo ra cái control đó nằm ở vị trí đó trên form. Nó tự động nó tạo ra. Bạn làm là bạn kéo thả, nhưng thực chất ở dưới nó tự động nó tạo ra. Rồi. Create. Create là nó chứa các bạn giá trị nó hiển thị lên. Rồi trong cái form này nè, là cái gì? Là cái nơi các bạn viết code ở bên trong này. Cái form này là cái các bạn viết code ở bên trong này. Thấy không? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi cài đặt như sau. Ở cái này chúng ta sẽ lít chuột phải vô cái project quản lý học sinh, lít phải add class. Chúng ta sẽ tạo ra một cái class tên là học sinh.cs, giống như cái hồi nãy chúng ta làm bên console. Nhưng các bạn nhớ kỹ nha, hai cái này khác nhau nha. Ở bên console á, mình tạo ra cái class học sinh, thì bên trong cái class đó chúng ta có một cái phương thức nhập, phương thức xuất. Tại vì chúng ta đang nhập xuất trực tiếp từ bàn phím vào. Nhưng ở cái window form á, chúng ta không nhập xuất từ bàn phím vào, mà chúng ta nhập từ, chúng ta lấy dữ liệu, chúng ta nhập vào cái form, và từ đó nó sẽ đổ dữ liệu về. Cho nên chúng ta sẽ không cần phải khai báo ra cái phương thức nhập, phương thức xuất, mà chủ yếu ở trong những cái class mà nó kết hợp vào window form, nó chỉ là những cái xử lý thôi. Ví dụ như trước tiên chúng ta muốn cái dữ liệu đổ được vào cái class này, muốn dữ liệu đổ được vào cái class thì chúng ta phải nhận được dữ liệu. Nó nhận dữ liệu bằng cách nào? Bằng cách chúng ta có một cái phương thức khởi tạo nhận tham số đầu vào. Booklet học sinh. Trước tiên muốn khởi tạo nhận tham số đầu vào, chúng ta phải khai báo ra cái thuộc tính cho nó. Thuộc tính cho nó, chúng ta qua bên cái project demo csap console, chúng ta lấy gì? Học sinh.cs. Chúng ta ăn cắp nó về như sau. Đó, khai báo thuộc tính nè. Cắp vô. Qua bên demo csap window form. Bắt nó vô. Khai báo thuộc tính. Rồi. Xem lại. Tương tự như vậy, mình qua csap console,
mình kiếm phương thức nhập khỏi cần, tại vì bây giờ dữ liệu mình sẽ đổ từ form về xuất khỏi cần, tại vì nó xuất ra trên form, xuất là khỏi cần xuất ra trên form. Mình cần là mình cần những cái xử lý, ví dụ như đây mình ăn cắp cái tính trung bình và xếp loại, mình lấy nó về đó, khi xác trên form bắt nó vô bên này đó, mình lấy nó về ở bên này xong rồi. Bây giờ ở đây chỉ là cái phương thức xử lý thôi, nhưng mà không có dữ liệu thì làm sao mà xử lý, xử lý ví dụ trên nền tảng dữ liệu nó có xử lý được. Cho nên ở đây mình phải làm một cái bước trung gian, đó là mình lấy dữ liệu từ trên form mình đổ xuống cho các class bằng cách chúng ta sẽ khai báo một cái phương thức khởi tạo nhập tham số đầu vào, booklet học sinh. Rồi nhận tham số đầu vào thì mình nhận vào cái gì, nó có gì mình nhận cái đó, nó có họ tên thì là Trinh, HT là họ tên, rồi in giới tính là GT là giới tính, điểm toán lý hóa thì double là double toán, double lý, double hóa, đúng không? Đó là cái phương thức khởi tạo nhận tham số đầu vào. Rồi mình sẽ gán nó qua như sau, họ tên bằng HT, tức là cái HT này nó sẽ đổ dữ liệu qua cái thuộc tính họ tên. Tương tự như vậy, giới tính là cái thuộc tính giới tính sẽ bằng GT, tức là cái GT mình truyền dữ liệu vào nó sẽ gán qua cái giới tính. Tương tự như vậy, điểm toán, điểm lý, điểm hóa, điểm toán bằng toán, điểm lý bằng lý, điểm hóa bằng hóa. Rồi đây là cái phương thức khởi tạo nhận tham số đầu vào. Nhưng các bạn nhớ một cái điều này nè, nhớ một điều này, một cái phương thức khởi tạo nhận tham số đầu vào khi nó đã có rồi thì trong chương trình của chúng ta cũng phải khai báo ra một cái phương thức khởi tạo mặc định. Bình thường cái trình biên dịch nó sẽ có cung cấp sẵn cho ta cái phương thức khởi tạo mặc định, nhưng nếu như mà chúng ta đã có một phương thức khởi tạo không phải mặc định, tức là tham số hoặc sao chép tham gia vào, thì lúc này chúng ta phải khai báo một cái phương thức khởi tạo mặc định riêng cho ta, chứ không lúc này thì biên dịch nó sẽ không hỗ trợ cho ta nữa. Chúng ta sẽ làm như sau, booklet học sinh khởi tạo mặc định thì không cần cái tham số gì hết, bên trong cho nó đại luôn, họ tên bằng cho đại nha, cho đẹp trai, giới tính bằng 1 tức là nam, điểm toán bằng điểm lý bằng điểm hóa bằng 10, toán lý hóa 10. Rồi ok, phải có như vậy mới được nha. Rồi chúng ta khai báo cái class chỉ như vậy thôi, các bạn nhìn nè, hàm tính trung bình và cái xếp loại sinh chúng ta ăn cắp từ bên kia qua là cái xử lý á. Mình chỉ có một cách để mình nhận dữ liệu, đó là cái phương thức này. Nhưng cái phương thức này khai báo ra xong thì chúng ta cũng phải có một cái mặc định để cho nó hiểu là có cái này nó không có lỗi ha. Rồi giờ chúng ta qua về cái giao diện form design, hay là các bạn vô view solution á, ở chỗ này các bạn bấm vô form này, bấm vô cái form này. Giờ chúng ta sẽ đi viết code, tức là các bạn thấy cái dữ liệu các bạn cứ nhập dữ liệu vào, dữ liệu các bạn cứ nhập vào, cuối cùng nó sẽ xử lý khi nào, khi các bạn click vào cái nút nhấn tính. Cho nên bây giờ mình sẽ đi viết cái sự kiện click cho cái button tính bằng cách các bạn click chuột trái hai lần vào button, click trái hai lần tự động nó sẽ load vô cái form gọi là form 1.cs, là cái form mà để chỗ này nè. Và các bạn nhìn nè, nó có một cái là write with void btn tính ship gặp click object sender event e. Thì cái này là cái hàm nó tự động nó tạo ra cho mình, cái hàm này nó hiểu là cái hàm tương tác click vào button, click vào button để mà xảy ra một cái hành động gì đó. Ví dụ bây giờ mình test thử cái hàm mà chạy được hay không bằng cách là các bạn thử xuất ra một cái thông báo đi. Bên này xuất ra thông báo là messagebox.show aaa, ví dụ vậy. Rồi các bạn bấm vô start. Rồi nó hiện lên cái form này các bạn. Bạn thử nhấn vô nút tính, nhấn cái a. Đó. Cái này là nó đã gọi tới được cái sự kiện click tương ứng của cái button đó là ok. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái thằng học sinh nó hứng được cái dữ liệu truyền về từ cái form. Đây là cái form của bạn nè, bạn nhập họ tên nè, bạn nhập giới tính nè, bạn nhập điểm toán lý hóa. Thì các bạn bấm vào nút tính một cái, lúc này nó sẽ hứng được cái dữ liệu từ những cái trên các bạn nhập vào. Các bạn làm như sau. Lúc này các bạn sẽ làm là khởi tạo ra một đối tượng học sinh cái đó. Các bạn khởi tạo ra đối tượng học sinh. Học sinh HS bằng new học sinh.
Lúc này các bạn nhìn là mình đã có phương thức khởi tạo tham số rồi. Đầu tiên mở ngoặc ra một cái, nó có hai cái khởi tạo mặc định hoặc là tham số, bạn chọn tham số. Ở đây họ tên, thì họ tên ở trên kia của bạn đó, nó là một cái text box nhập họ tên vào. Bạn muốn lấy được cái dữ liệu từ trong cái ô text box đó ra, nó sẽ là txt họ tên chấm text đó, phải một cái. Rồi giới tính ở đây á, nó có những trường hợp, nó có những trường hợp như sau. À, bây giờ mình sẽ làm như thế này đi, mình làm thế này cho đỡ rồi. String họ tên sẽ bằng cũng không cần như vậy nữa, vậy hơi tự làm khó mình rồi. Mình tạo ra string họ tên mình truyền vào cũng được, hoặc là mình dùng cơ chế đóng gói get set cũng được, cái nào làm cũng được. Các bạn qua lại cái form học sinh.cs ở chỗ này. Bây giờ mình có một cái mình hứng dữ liệu đi. String họ tên sẽ bằng txt họ tên chấm test đó. Rồi giới tính mình có một cái in giới tính. Rồi in giới tính thì mình kiểm tra là nếu rdb tức là radio button nam chấm check bằng true đó, tức là nó đang click vô cái radio button nam. Thường viết bằng true cũng được hoặc là không viết cũng được, mình chỉ cần để chấm check và là nó hiểu là mình đang check ha, thì mình sẽ hiểu là giới tính bằng 1. Ngược lại nếu rdb nữ chấm check tức là giới tính bằng 2. Ngược lại nếu rdb gay chấm check tức là nó đang check vào radio button gay thì giới tính bằng 3. Cuối cùng ngược lại tức là trường hợp cuối cùng là giới tính bằng 4. Giới tính bằng 4. Rồi, đó là giới tính. Xong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi cài đặt cho cái điểm toán lý hóa. Điểm toán lý hóa thì các bạn nhìn là double toán sẽ bằng, tại vì cái test box toán mình nhập vào thì cái dữ liệu của mình nó hiển thị ở đó là ở dạng test. Mình muốn cho nó hiểu là double thì phải dùng cơ chế bạc. Bạc từ cái test là một cái chuỗi sang double. Double.bạc mở ngoặc ra, bên trong là một cái chuỗi thì sẽ là txt toán.test, txt điểm toán.test. Tương tự như vậy mình làm tương ứng với lý hóa, lý sẽ bằng double.bạc txt điểm lý.test. Tương tự như vậy hóa bằng double.bạc txt điểm hóa.test. Rồi khi mà dữ liệu đã có hết rồi thì chúng ta sẽ khởi tạo ra đối tượng học sinh như sau. Học sinh hs bằng new học sinh mở ngoặc truyền vào ở đây họ tên thì truyền cái biến họ tên mình vừa mới làm ở trên vào, giới tính truyền cái biến giới tính vào tại vì nó lấy được dữ liệu từ text box xuống rồi. Toán lý hóa, toán lý hóa thì mình sẽ truyền là toán lý hóa. Rồi chấm phẩy xong, lúc này xong. Bây giờ chúng ta muốn cái dữ liệu sau khi nó nhận được và các học sinh nó có dữ liệu, nó sẽ xử lý cái ra kết quả, hiện ra cái điểm trung bình. Thì cái điểm trung bình hồi nãy của mình nhìn lại trên cái form của mình, nó là một cái điểm trung bình, là một cái ô label chứa cái kết quả điểm trung bình. Thì chúng ta sẽ cho nó nhận được như sau. Txt điểm trung bình chấm test sẽ bằng hs chấm tính điểm trung bình. Hs chấm tính điểm trung bình nó đang trả về một cái số kiểu double. Rồi mở ngoặc ra đóng ngoặc lại ha, tại vì nó là một cái phương thức, nó sẽ báo lỗi là tại vì double không có thể chuyển đổi sang string, cho nên muốn làm như vậy được các bạn phải chấm to string thì nó mới hiểu được là ra được cái điểm trung bình. Và lúc này muốn ra được cái xếp loại thì các bạn nhìn nè, xếp loại của nó cũng đang là một cái label xếp loại. Các bạn xếp loại theo cái label này thì nó sẽ làm như sau. Txt label chứ lbl xếp loại chấm test sẽ bằng xếp loại. Ê, thì cây Unicode thì sao vậy, bấm vô rồi. Xếp loại 2 chấm cộng tức là nối chuỗi lại với nhau thì mình sẽ trả về cái phương thức xếp loại hs chấm
xếp loại học sinh nó đang trả về một cái trend, trend cộng cái trend là nối lại với nhau đó, cho nên được. Ở đây là một cái trend, ở đây là một cái trend, cho nên nó tự động nó hiểu hai cái này hợp lại với nhau, mình không, mình khỏi cần chấm tu trend ở cuối này đó, xong đó là mình đã xử lý xong. Các bạn nhìn này, cái bước này là cái bước nó đổ cái dữ liệu từ cái form vào những cái biến này, rồi những cái biến này sẽ đưa vào khởi tạo tham số để nó khởi tạo ra những cái dữ liệu cho các học sinh, rồi từ đó mình học sinh nó có dữ liệu nó mới gọi được cái những phương thức tính trung bình, xếp loại, nó đổ cái dữ liệu về lại cái form đó. Quá trình nó làm là như vậy, chạy lên xem kết quả. Họ tên, tôi đẹp trai, nam, toán là 7, lý 8, hóa 9. Rồi bấm tính một cái, nó là điểm trung bình là 8, xếp loại giỏi. Mình thử sửa lại chỗ này, lý 8.5, tính cái, nó ra điểm trung bình 8.1, xếp loại giỏi. Hóa cho nó 5 điểm, tính cái, điểm trung bình 6.83, xếp loại trung bình khá. Đó, đó là cái dữ liệu mình làm được ở đây. Nữ, thì đó, không quan trọng chỗ này. Rồi, qua đây các bạn nhìn lại được, mình nói lại một lần nữa. Ở đây á, nó là tạo ra những cái biến nhận dữ liệu từ form. Ở đây nó đổ dữ liệu đó vào khởi tạo dữ liệu cho đối tượng học sinh. Rồi cái dữ liệu đối tượng học sinh nó có dữ liệu, nó gọi đến những cái phương thức và nó trả kết quả về cho những cái form, trả được quả cho form. Đây là một cái bài lập trình form kết hợp hướng đối tượng vào bên trong. Mình tạo ra cái form, tạo ra một cái class xử lý bên trong này. Hãy nhớ class là nó chỉ xử lý bên trong thôi. Khi mà kết hợp class với form thì class chỉ là xử lý dữ liệu. Nhưng muốn xử lý được dữ liệu thì nó phải có dữ liệu. Dữ liệu được truyền từ đâu về? Truyền từ form về. Muốn truyền từ form về làm cách nào? Chúng ta sẽ dùng cái phương thức khởi tạo nhận tham số, khởi tạo thành những cái tham số dữ liệu cho nó đó. Và qua bên cái form chúng ta sẽ tạo ra những cái biến nhận dữ liệu từ trên form đổ về, và những cái biến nó sẽ truyền vào cái form đó, truyền vào cái class, truyền vào class học sinh. Từ đó chúng ta mới có dữ liệu gọi đến tính điểm trung bình, gọi đến xếp loại. Đó là những cái khái niệm về cái lập trình Windows Form kết hợp với cái class vào bên trong. Ok, hy vọng là sau clip này sẽ hướng dẫn cho bạn những cái thao tác quan trọng để các bạn có thể tự học được ha. Chúc bạn học tốt. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn ở clip hướng dẫn về Java.